Xin kính chào quý khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh máy xúc cần cẩu và xe ben ạ. Hôm nay rất là vui lại được phục vụ tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Thể theo nguyện vọng của rất là nhiều anh chị em đã nhắn tin Zalo à, để review con máy xúc Hitachi ZX 350 H 3 mới con này nhé, mới chạy được khoảng 5.800 giờ và sản xuất đời 2006 cái giá mình sẽ nói nói ở trên đây luôn đó là 1 tỷ 750 triệu về đến Việt Nam rất là nhiều anh chị muốn mua cái dòng to này thì nó thật ra là hàng bãi mà đẩy về Việt Nam thì nó không phải là rằng rẻ đâu mọi người nhé đời 26 5 8 giờ này nhất x350 h 3 này có 1 tỷ 750 triệu về đến đúng cảng thành phố Hồ Chí Minh luôn á À, rất là nhiều anh chị đã comment cũng như uh, nhắn tin qua zalo thì hôm nay thì mình đăng con này lên cho mọi người cùng xem à, thì cũng tùy theo cái mức độ mua của mọi người mọi người thích mua hàng bãi và có số tiền nó vừa phải nhưng đa số uh, bên mình đặt hàng về bên công ty thì đa số bên công ty uh, những cái công ty uh, cầu đường người ta mới mua dòng này nhiều còn nếu mà thực ra là dân dùng mình nếu mua dòng này cực kỳ là phí cực kỳ là phí Đó khi đến việt nam một tỷ mấy rồi mà bây giờ chúng ta mà công trình nhỏ và công trình nó không được kéo dài ấy, thì được gửi phí mua xe trong nước vẫn là ok hơn tùy theo cái túi tiền của mình tùy theo cái sức lực công việc của mình theo mình nghĩ là mua ở trong nước ok hơn còn mua ở nhật về hàng bãi mà chạy như con này thì nó thật ra là chỉ những công ty và tập đoàn lớn người ta mua về Đó. người ta mua về có hóa đơn các thứ rồi xong người ta lấy cái, cái máy này người ta vay ngân hàng bắt đầu người ta làm việc còn nếu mà thực ra dân dùng như chúng ta thì con này nó là rất là xa vời rất là xa vời với với dân dùng mọi người nhé Đấy là cái chia sẻ thật lòng của mình Còn đa số như con này nếu mà 1 tỷ 750 chúng ta mua ở trong nước phải được hai con này gần được hai con đó Nói chung là nó chạy cũng khá là ít nếu mà 5.800 giờ với đời con này thì nó giống như là Roda thôi chứ không phải là là gì nghi gớm cả về Việt Nam nói chung là của lao tiền đó thôi về Việt Nam thì dùng rất là bền nhưng tuy nhiên chúng ta phải nhìn vào cái túi tiền của mình đánh cái hoàn cảnh của mình nên là mua xe trong nước vẫn là ok đấy là đấy là theo cái khía cạnh của mình nhé có ít tiền thì mua xe trong nước còn nhiều thì nên mua xe hàng bãi và bây giờ thì trân trọng xin uh, chào mọi người nhé bye bye